Chị gái ơi, cây hồng cổ Sapa đấy nhá. Em nghĩ nếu mà chị thích thoát thân thì cây cây này quá đẹp luôn. Đẹp vì sao? Cái mùa hoa hồng là mùa đông ạ. Mùa hè thì cái hoa nó sẽ bông nó bé mà trông nó sẽ cọc kẹ hơn. Nhưng mà cái hoa hồng cổ Sapa là hồng nội, cho nên là cái sức sống nó rất là mãnh liệt. Bây giờ giữa tháng 8 như này mà cái bông của nó vẫn đẹp, sắc nó vẫn thắm như này thôi. Mỗi tội bông nó bé đấy ạ. Đây ạ. Còn những cái cây khác có bông nó to hơn, nhưng mà khi mà mùa đông ấy thì cái bông nó sẽ to hơn hẳn, và cái sắc thắm của nó, sắc hồng của nó sẽ rực rỡ hơn. Đây là mùa hè nha chị nhá. Cây thì nhà em nhiều lắm. Sau khi mà cắt xong như này xong ạ, chị nhìn này, gốc là gốc nguyên bản nhé, nó đắt giá ở cái cây là cái gốc của nó nguyên bản. Cái đường kính của gốc một cái đốt ngón tay của em là 2 cm, thì cây này nó phải tầm 3, 3 rưỡi. Thoát khá đẹp luôn, 1, 2, tầm hơn 40 tổng chiều cao. Tổng chiều cao của cây này 1, 2, 3, tầm 1 mét, hơn 1 mét. Đây là cắt tỉa gọn gàng và gọn sát rồi đấy ạ. Thế còn khi mà sau khi khoảng tầm 1 tuần, 2 tuần sau khi cắt xong ạ, thì nó sẽ bật thành những cái lục đỏ như thế này. Nếu mà lấy thì chắc là lấy cái cây này chị ạ, vừa mới cắt thì nó không bị cái lục nó quá non. Đấy. Đẹp lắm ạ. Và sau những cái cây như này xong ạ, chị thấy nếu mà để răm cành ấy thì nó sẽ ra được những cái cây to rất đẹp như này. Thế nhưng cái cây to như này thì vận chuyển vào trong miền Nam mà gửi bưu điện thì là điều không thể, hơi khó, vì là gò vào thì sẽ bị gãy hết các cây răm cành. Thế còn khi mà đã cắt trụi thùy lụi như này rồi ấy, thì nó rất là dễ vận chuyển. Gốc to nhé chị nhé, chứ không phải gốc bé. Còn đâu chị muốn mà cái cây mà gốc bé thì để em quay cái cây gốc bé cho chị. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua các cây hồng cổ Sapa, hàng thoát thân rất là đẹp, thì vui lòng alo nhé. Số điện thoại là 097 797 3535 bạn ơi. Cảm ơn bạn nhiều ạ. Nhà mình còn có rất nhiều các cái cây to đẹp nữa. Cảm ơn bạn.